Hôm bữa anh cũng tính sang tô ngược luôn á, đó anh tập nhảy phớp á, xong cái chân anh dơ quá, anh vô toilet rửa chân trơn quá, thấy nhảy tẹo tay. Rồi, gắn lên cô, gắn lên. Cưng búng ngược á làm sao, gắn lên. Đây anh cũng thắng thua mà vui không? Bên anh cũng thấy bình thường à, tại vì cái chuyện mà thắng thua rồi này kia tụi anh thấy bình thường à. Anh mới chơi thắng mấy em xong rồi đó, giờ em có dự định mà chơi với anh cho nữa không? Mình làm cái hậu PK đi, chứ anh thích chơi đấu PK với em mà tự nhiên công ty Bigo sắp vô bé kem yếu quá. Rồi chơi với em á. Chắc ghê nhỉ. Chào em. Trời ơi, em bị chửi em vui quá đi. Hôm nay vui quá trời quá đất, em vui. Sao bị chửi vậy? Không hiểu tại sao luôn. Thắng cũng bị chửi nữa hả? Ờ. Sao bị chửi? Bị chửi vui quá. Không vui được không? Sao bị chửi? Ai biết, vô chửi la gì đó. Mà người ta chửi gì? Ví dụ một câu điển hình cho anh nghe mà mình cảm thấy mà mình buồn nhất nè. Chữ cái gì? Thôi nhắc tới buồn á. Không nhắc đâu. Trời ơi, chuyện nhỏ thôi, bình thường. Mình làm idol mà. Cái những cái comment nào mà không cần thiết mình không có nên đọc. Rồi chơi PK, chơi vẽ son môi vòng vòng mép mồm á. Chơi thua, ai đứa nào chơi thua vẽ mỏ lồn. Trời đây ơi, bên anh ở đây à, thua tấp mặt chó đây nè, cho bê ca trận nào không thua đâu. Nhưng mà mình cứ vui tươi với mọi người ở đây đi, cần thiết chi phải đọc comment, mấy người đó đâu có nuôi cơm mình đâu. Ê, cảm ơn anh đi 25 nha, anh vẫn còn ở trong đây luôn hả? Cảm ơn Phát Vy. Trả lời. Chưa dễ chân bên kia, chống chế rồi cương rồi thích cương rồi mọi người. Cảm ơn Minh Hiếu nhiều nha. Đâu không gió không cơ mình lên cái giật mình giận. Đúng rồi Phúc, đúng lắm em. Dạ, em rất là hâm mộ anh lắm luôn á. Em là rất hâm mộ anh lắm luôn. Anh Bina, anh rủ hôm nào rủ anh gió lên gom nói chuyện chơi. Anh Bina, anh kêu là hôm nào gọi anh gió lên bàn thờ nhỏ nói chuyện giao lưu chơi. Không biết anh làm cái gì mà anh giàu quá. Chỉ lên chỉ em muốn cách kiếm tiền á anh. À thông báo với mọi người luôn nha, bữa nay anh Bina không có vô là tại vì anh tặng cái xe ảo mà anh bị công ty quá ạt rồi. Anh Bina trước giờ anh tặng ca xe ảo rồi nha mọi người. Cho nên là những ai đồ nào mà có thấy anh Bina vô là mong kích ra đi. Đừng có cho ông vô gom nữa. Anh tặng ca xe ảo rồi này kia mất tới tháng trừ lấu đó mọi người. Hôm nay anh Bina không vô là do anh bị sạch đậu ảo rồi. Mọi người cảm động nha, mai mốt có ai thấy anh Bina kích ra ngoài nha mọi người. Giờ là anh Vina anh bị sập rồi, giờ là tôi thích chơi với anh gió hơn. Anh Vina ảnh tặng đầu ảo rồi kia nghỉ chơi với anh Vina rồi. Chơi với là anh gió nè, không biết anh gió làm sao thôi. Cuộc đời gái đồ mà nay thảo mai đây mai mốt thải mai ra chỗ đó thôi, cứ nhầm nhò cái gì. Bình tĩnh lên đi, đừng có lúc nào cũng Bina hết. Anh em hãy quên Bina đi, Bina tặng đầu ảo sập trời và cho với anh gió kìa. Trời ơi, cảm ơn Vin nha.
Không lẽ bữa nay hát bài nghèo mà phải hát liên khúc đâu. Yeah, cảm ơn anh trai. Cảm ơn anh trai. Ủa trai là con gái hả? Cảm ơn chị nhiều nha. Chị thông cảm nha. Em tưởng đâu, em tưởng đâu trai đặng em không à. Ai ngờ tàn hai đầu nữ không à. À trai hả? Cảm ơn anh. Hey. Nói chứ mình chắc là mình nên chuyển là mình thảo mai đi, thảo mai mấy idol nữ. Đi thảo mai mấy anh em xong rồi. Cảm ơn Thảo nha. Cùng mắt bị chửi luôn kìa. À em Vina ơi, anh em nào mà nói anh Vina đồ này kia đó, bên anh Vina đó, kết giao hết đi. À bạn nào mà nói mình chó chó này kia đó, kết giao hết đi. Ừ. Nghỉ chơi với anh Vina rồi. Kết mấy nhỏ ra ngoài em Vina ơi. Anh Vina hỗ trợ kết giùm mấy nữa đi. Ừ con, mày đi chơi với Vina đi. Tao chơi với anh chó tao là. Mày kêu anh Vina lên đi. Anh chơi với anh chó tao rồi. Vậy đi. Rồi sao? Rồi rồi tao phải chơi với anh Vina đó. Rồi tao chơi với anh chó ok. Đó. Cảm ơn anh chó nhiều nha. Mời anh đợi váy đỏ của em. Cảm ơn sao, cảm ơn mọi người, cảm ơn chưa? Cảm ơn chị Ma. Bây giờ nghỉ chơi với anh Vina cái tên được con thành thú kìa. Tụi mày suốt ngày tụi mày vô gom Vina, Vina hoài có gì đâu. Làm tao mừng hụt. Tao nghỉ chơi với anh gió cái tên được thành thú liền. Nghỉ chơi với anh, ấy lòng nghỉ chơi với anh Vina được thành thú liền. Kiếp nghỉ chơi với anh Vina luôn. Chết rồi, anh gió em mới thua con kèo bk chơi vui vui với anh thôi mà giờ anh em ở đây người ta chửi em hết thời rồi này kia tùm lum tùm lá hết trơn á. Bây giờ lọn có lọn đội hình quá anh gió ơi. Chết rồi, cái gom em mà kiểu này mà không giàu trở lại là chết rồi, anh em ở đây người ta hoảng loạn lắm luôn á. Cảm ơn khoảng lặng đó. Ok thôi vậy thôi, chơi vui vẻ thôi, đi về nha. Chơi vui rồi. À, thích thì chơi hả? À? Anh ai đầu bự mà có sợ gì đâu. Trời đất ơi, nói chuyện mỗi lần chơi bê ca dân nước miếng tà le hết nè. Đợi xíu đi chơi nữa. Đợi xíu đi chơi nữa. Chơi kèo gì vui vui cứ suy nghĩ. Hả? Vui chứ. Kèo gì vui vui không anh Phúc? Chơi chơi kèo cái kèo chơi thua lộng mèo được không? À, lộng lộng tới lộng tới 5 vòng xong lộng về 5 vòng. Đúng rồi. Lộng đi 5 vòng xong lộng tới 5 vòng. Ok. Đợi tí em thay đồ nào. Trời ơi. Trời ơi, mấy anh em cứ quan tâm chi mấy cái vấn đề cơ mình chi vậy. Quan trọng là ngày hôm nay em được 9 thùng rồi nè. Bình thường không thi like thấy mẹ luôn. Bữa nay thi được 9 thùng cũng vui rồi. Nói chung là thời tới đâu hay tới đó, có cơm ăn là vui rồi mọi người ơi. Có cơm ăn là vui rồi, trời ơi. Anh Pháp giả vờ cười lên cái vui coi, sao buồn yêu vậy? Em đang vui nè. Đang vui thì kinh đó. Chạy chơi BK vui thôi chứ có gì đâu buồn, đang vui lắm luôn. Cuộc sống vẫn hạnh phúc, vẫn bạn bè đầy đủ.
khi mà những lúc mà mình nghèo khổ rồi này kia vẫn có anh em bên đây người ta kề vai mình này là vui rồi, cuộc sống gia đình ba mẹ hạnh phúc là vui rồi đúng không? Trời. Đúng rồi. Đúng rồi. Tài mày mở like lên mày làm idol hot mày kéo kéo tao biết. Anh còn idol hot chưa ra tay đó, nào anh bung idol hot ra hơi bị kinh luôn á, nó là kinh 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 của BK á, vua của các loại vua luôn á. Đúng rồi, mãi mãi là anh em hy vọng là mấy anh em ở trong đây, ví dụ như mà những cái người mà người ta ở trong đây người ta nói này nói nọ đó, quan trọng là cái định kiến của mấy anh em sao thôi. Ví dụ như mà mấy anh em mà yêu mến em, mấy anh em tặng quà cho em, ai đâu có suy nghĩ đó. Chỉ có những người ghét mình mới suy nghĩ đó thôi. Trả lại mọi người đi nghe lời sao, mọi người cơ mình hoài. Tôi biết mọi người tức lắm, tức lắm, kẹo sao chơi lại cái gì đâu, mai qua ướp đọt mấy kem hậu trường tức không mọi người, cay không, cay nhớ lần sau chơi mạnh lên cái nữa, chơi thua nữa lần sau nữa, ok. Tôi tích ướp một lần bị ướp sọc, hôm nay tôi nhớ mặt mấy kem mình, mai mốt tôi trả thù. Kèo này mình tìm kèo khác đúng rồi. Cảm ơn anh Nino, cảm ơn anh. Nãy giờ anh đi đâu, anh đi làm mới về hả anh? Báo cho anh một tin vui, em mới thắng kèo BK, kèo BK cho BK em thắng rồi, chứ nãy giờ thua ba kèo liên tiếp luôn á. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Tô kèo này bài kèo khác chứ. Quỳnh nghèo tay trắng tương lại con héo mòn. Cảm ơn bên kia. Cảm ơn các bạn nha. Xin cảm ơn cha Chi Mai rồi, nhưng mà cha Chi Mai bên kia cảm ơn lộn, bên đây có cái trứng nè. Cảm ơn anh Phát Lê đã tặng em cái trứng nha. Ơi, cảm ơn anh Nino, cảm ơn khủng long nha, cảm ơn mọi người, cảm ơn anh DJ 25 nha. Đúng rồi, hồi đó anh làm idol á mà anh Vina mà tặng cho anh kèo nào tháng nào anh cũng gửi cho anh Vina thùng mì gói với lại một cái hộp trứng hết trơn á, chọc trứng gà. Làm idol mấy đứa idol thắng rồi này kia nhớ chi ơn khách hàng đi, bên đây anh thua này, lai ới quá không có đậu tặng ta. Ô mà anh có đi dạo cơm mà anh không có tặng quà mấy đứa đừng chửi anh keo nha. Tại vì mấy ngày nay anh lai ới quá, anh không có đậu tặng, cho nên là mấy đứa vô à hello nhau một cái qua lại chơi cho vui vậy được rồi. Mấy bố mà mấy anh em nào mà live stream á, mà có thấy phút giây đi vô, mấy anh em đừng có like lên lại đồ lớn hay đồ hót rồi này kia nha, đừng có hỏi thăm, đừng có quan tâm mình quá. Giờ này mình like ới cho nên mình không có đậu, mấy anh em gọi cần phải hello mình nhiều quá nha. Vô hello một cái rồi anh em hello lại chơi cho vui vậy là vui rồi. Cảm ơn mấy anh em rất là nhiều. Ngày mai đổi tên rapper cù bắp, phút giây cù bắp. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn baby. Cảm ơn baby. Trời. Cảm ơn baby vú bự hú hồn luôn. Trời ơi. Phải không trời? Lũ đạn hả? Giao cái thành bự như vậy. Cảm ơn rồi Phi Hùng nha. Chơi thua cái kèo phải ca mở hàng cái tù phát luôn. À mẹ nó chơi với con đi cùng vui quá. Cảm ơn lên đi.
tin nha. Mấy anh em nào là tặng quà cho mình rồi á, mấy anh em gửi cái đường link Facebook qua đây mình kết bạn chơi cho vui coi, dễ thông ai coi. Có gì à, báo mốt dễ thi anh em mình có thể mà trước khi đi á mình nhắn tin tâm sự với nhau thời gian về hoàn cảnh gia đình của Phúc nè. Anh Trây đâu rồi đó? Tôi nhớ anh Trây nha, anh Trây bữa nay không vô mọi người. Anh Trây anh hứa bữa nay anh vô anh tặng tôi mà anh Trây bữa nay không có vô. Anh em nhớ mặt anh Trây nha. Mỗi anh em gặp anh Trây đâu anh Trây, anh em nhớ ném đá giùm tôi nha. Nãy có anh Trây hả? Có hả? Đúng rồi em ơi, phải ăn ủi chứ. Em chơi trăm mấy thùng rồi. Bên đây anh idol hồ nhỏ nhỏ 9 thùng rồi. Phải chi sớt đồng bào chứ không thôi có chuyện à. Trên nóng lắm luôn á. Để em thay đồ nha. Để em thay đồ. Thôi đi thay đồ ngồi thay đồ. Mới lột mèo được hả? Ừ ok, mặc cái quần vô đi. Đi xin. Anh em cơ mình cái khác được không? Admin em đang kích từ từ á, anh em cơ mình cái khác đi. Mai cung cấp sỉ lẻ mì tôm cho các user. À, em nghĩ là mua hảo hảo thì cho nó rẻ. Mua hảo hảo rồi này kia tặng nhiều. Love you, I love you, I miss you, I love you, I miss you. Sao kệ mẹ bé Kem được em. Bé Kem là một cái idol mà nó có thể là rất là mạnh mẽ khi mà 130 thùng rồi sẽ gây sự chú ý tới rất là nhiều người trên Bigo này. Chứ là đồng nghĩa với một chuyện đó là thắng được kênh BK Idol Phú Gây mạnh mẽ rồi. Thì tất nhiên là chủ đề ngày hôm nay đó là bé Kem hot. Em chưa hot, mai đi hot. Đợi phần sau chơi hot. Lên lên lên. Rồi. Rồi lộng mèo đi, giờ từ đây lộng tới xong lộng ngược lại đây. Ừ lộng đi, lộng. Lộng nhẹ nhẹ thôi, lộng gì nè. Ờ à, đúng rồi, lộng qua. Một cái nè, lộng lại nè. Hai cái nè. Lộng lên đây, lộng lên đây, lộng lên đây, lộng lên đây, lộng lên đây. Ba cái nè, xong lộng lên đây. Mình lộng nhiều chảo vô, ừ lộng lên đây, lộng lên đây. Đúng rồi, mình đứng ở đẳng, mình lộn lại đây, mình đứng đây, mình lộn lại đẳng. Có giỏ nha, có giỏ nha. Chị Bobby vô hả? Chỗ này khỏe không chị Bobby? Lên. Lộn vậy, mình lộn lại đằng kia cái nữa. Đó. Hay quá. Đã nói rồi, đã nói không chơi rồi mà cứ cũng chơi chơi hoài à. Hello chị Bobby nha. À chơi kiểu vui thôi. Bây giờ mình chơi mình lộn ngược không? Lộn ngược. Lộn ngược là sao? Hồi nãy lộn tới rồi đó, bây giờ lộn ngược là lộn ngược làm sao á. Trời ơi có gì đâu, thì mình nằm xuống. Mình nằm xuống xong mình búng người mình lộn thôi. Cho rồi, ưu okay, tiên cho được cái nón bảo hiểm nha. Ưu tiên cho cái nón bảo hiểm. Rồi không cần luôn, chơi mà cô có giỏ mà đúng không? Biết là vi diệu. Gãy cổ đấy hả, gãy cổ bạn đền. Để cỏ bạn đền chứ ai đồ người ta gì phan người ta chơi bơi ca chơi kèo này kèo kia chơi cái bất chấp cái kèo gãy cổ luôn. Cậu gãy cổ thì bạn ủng hộ đi chứ, nằm viện cả tháng và nằm viện cả tháng, mở điện thoại lên livestream chứ mỗi ngày anh em này người ta vô tặng cho chục thùng đều đều sống qua ngày. Tôi cũng ước mong tôi được gãy cổ lắm. Cô cầu bại luôn rồi chị ơi. Chơi bơi ca bất khả chiến bại luôn chị. Thôi thắng bé Kem sắp mặt bên kia luôn rồi.
có vô lụm ca xê mà. Trời ơi, sao chị vô giờ đó? Giờ em like là 10 giờ mà chị hãy vô coi chứ sao chị coi giờ này. Cảm ơn anh Lodi In nha. Nhưng mà bị kết rồi hả? Bà lại đi thả gà nữa sao? Lụm đậu thì lụm đi còn thả gà nữa. Cảm ơn Minh Nghĩa. Cảm ơn Jin. Cảm ơn Jin nha, cảm ơn lá nhỏ nha, cảm ơn mọi người. Tôi kêu idol, tôi làm quen với idol quá. À, thì giống như là vô đó kiểu làm quen rồi, cái người ta tưởng không ai, ta kích ra chứ vậy. Idol nào mà kêu idol đó làm quen, làm quen với tôi nè. Để tôi đưa lên tới đỉnh luôn. Em dạo này em hot lắm. Cảm ơn cộng đồng nha. Cảm ơn mọi người. À, chưa đạt. À, không nhiều quá, riêng nhu cầu ở trong này là gì nè. Trời ơi, nó đi bê ca gia tộc có được cái gì đâu. Đã dành ca chê tặng cho nó là cho nó đập bình sữa coi chơi cho vui. Nhiều anh em ngộ lắm. Mỗi người một nhu cầu khác nhau, không biết được. Cảm ơn anh Vin. Cảm ơn gồng lộn nha, cảm ơn mọi người. Cảm ơn Lucky. Day ai cho lucky ai cho lucky ai cho lucky hoài cho lucky cho ta treo à quấn với chúng quấn nghèo à chúng đi đè chẳng nói chúng đi đè ai cho lucky ai cho lucky ai cho lucky hoài cho lucky cho ta treo. Gáy rồi chứ bạn, giảm gáy chứ bình thường bạn, cái số mà ca xe nho nhỏ đó là anh em chỉ tiếp ca xe cho vui thôi, chích một số nhỏ ra chơi cho vui thôi, chỉ cần mà bạn chơi kèo lớn mà anh em ta thích ta chiều, bạn có idol bạn cứ hẹn giờ giấc rồi này kia đàng hoàng, anh em đây ta chẳng đòn ta tiếp đón. Ok, chạy đây những anh em nào mà làm nhu cầu mà có một cái idol nào đó mà của riêng mình á thì cứ suối idol đó qua đây cho bê ca. Chơi bê ca qua bên đây không phải là vui mà là chơi bê ca bên đây để mà giao lưu. Cái này có cái lượt view, có anh em vui chờ người ta qua người ta ủng hộ team nhiều. Đó, đó là những cái nhu cầu mà mấy anh em mà qua đây mà mời một cái idol của mình mà qua đây chơi bê ca thôi. Mà anh em nào muốn hơn thua qua đây hơn thua luôn, anh em ở đây là chơi xả lá. Mệt quá. Trời ơi, để tôi chơi thua chứ để giờ tôi ngồi tôi gáy với mấy này vậy trời. Cảm ơn Kim Giai nha. Bà mẹ đấy. Thua phải gáy là lấy là không độ chứ không gáy giờ thua rồi sao giờ. Phải gáy chứ. Sao không chị Poppy dạo này chị thấy em mảnh không? Vừa livestream vừa hút thuốc bình thường không tập. Thôi người lớn rồi, giờ ta làm idol hot rồi, ai đâu tặng không túng nữa, chị Poppy chơi cái khác rồi. Giờ ta chơi thằng thú với lại chồng không. Ê. Ê. Tim ngừng đập rồi. Ôi. Đó, chạy đi, lên, nói là phong độ chỉ là nhất thời thôi, đẳng cấp mới là mãi mãi. Chứ có lẽ là bên kia hôm nay là lên tới 100 mấy thùng rồi, bây giờ là chắc là anh em ở đây người ta
ta bây giờ người ta khô máu rồi, ta đỡ máu lắng động rồi là ta mới chơi tiếp. Thôi cũng đừng có buồn nghe cưng, chơi bê ca thua thôi mà, không có gì đâu sợ. Anh biết là em buồn lắm luôn á. Anh biết là em buồn lắm luôn á. Không có cần, có cần tha đi về không? Không hả? Không mày chơi. Đúng rồi, idol mà nhiệt tình thì ai mà không chơi đúng không mọi người? Chơi giống như mấy idol kia nhạc bỏ mẹ ra ngồi banh cái mu chà bả ra ngồi lầm lầm. Ai là mà coi nhiều con mu thấy gớm. Ngồi mặc đồ giờ ghiếc lên Bigo, giờ làm như có đồng phục luôn hay sao? Mỗi lần mặc là lên lên Bigo là mặc đồ ngủ à. Mặc đồ phiêu bóng mạ vàng rồi này kia đó. Thấy không, mặc áo vú thả rong ngồi rồi đung đăng ra đưa cái mu chà bả ra, giờ ta dít vô ta được coi rồi. Cần chi nữa, người ta tặng đậu. Chơi với mấy idol ở đây, người ta chơi, người ta còn coi từ từ. Lộn được không? Từ từ, hơi chân mà không có lưỡi chân. Trời ơi, hôm bữa anh cũng tính sang tô ngược luôn á. Đó, anh tập nhảy hớp á, xong cái chân anh dơ quá, anh vô toilet, anh rửa chân trơn quá, tấy nhảy, trẹo tay. Đúng rồi, gáo lên Coco, gáo lên, gáo lên. Cưng búng ngược ra, cưng búng ngược ra đằng sau, gắn lên. Gắn lên. Gắn lên. Gắn lên. Ừ. Trời ơi, sắp tới rồi. Sắp tới rồi đó. Bánh lộn ngược lại thì được. Sắp tới rồi. Nghĩa là được rồi đó. À. Nghĩa là ông gắn đi, sắp được rồi đó. Thấy khó khăn quá cho lộn ba cái rồi. Rồi ba, đó. Đúng rồi, lên. Lên. Đúng rồi, lên. Lên, đúng rồi. Hay quá. Đúng rồi, một cái à. Lên. 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 Hai cái. Nguyên đâu rồi, mày coi mày học hỏi nè. Người ta lộn bình thường nè. Mày ở cái chạy chạy giống mũi không? Yeah. Hay quá cô ơi. Có vỏ mà nói không tin.